Dạ, cha xin kính chào quý cô chú anh chị. Cha chào quý cô chú anh chị nè cha. Dạ thì cha và Ngọc Ngân thì đang chuẩn bị bó cây bần để mà giao cho khách đó quý cô chú anh chị. Cái điều đặc biệt ở cái cây này á quý cô chú anh chị, quý cô chú anh chị thường hỏi Ngọc Ngân á, trời ơi ở ngoài sông á cây bần quá trời luôn mà nay đem vô bán giá vài trăm ngàn nữa. Thì hôm nay thì Ngọc Ngân giới thiệu với cô chú anh chị, đó là cây bần ổi đó quý cô chú anh chị. Cái dòng này thì để làm mình chơi kiển, nó rất là chậm lớn luôn nha quý cô chú anh chị. Và cái lá của nó thì nó sẽ khác với bần sông, thì cái lá của nó sẽ dày hơn và nó nhọn, nó ngắn hơn so với bần sông đó quý cô chú anh chị. Cây này thì chơi kiển thì rất là đẹp luôn nha. Thì nó có những cây bần, những cái rễ bần nó nhú lên như thế này thì rất là đẹp. Mình trồng ở trong những cái bồn nước đó quý cô chú anh chị. Mình thả thêm ít con cá nữa thì cực kỳ xinh xắn và dễ thương luôn. Và cây này sống bền bỉ theo thời gian. Thì cây này thì mình trồng thì khoảng 3 đến 4 tháng thì cây nó sẽ bắt đầu cho hoa trái nha quý cô chú anh chị. Cỡ này thì nó đã cho hoa trái được rồi. Cây của nó đã rất là già rồi đó quý cô chú anh chị. Chiều cao cây thì khoảng là 70-80. Và cái gốc thì cái hoành này thì nó tầm khoảng là 12 cho đến 14 quý cô chú anh chị. Đây là cái hoành gốc nè. Cây thì rất là mạnh khỏe luôn. Thì quý cô chú anh chị có nhu cầu về cây bần ổi thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân. Rồi đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân nha. Cây bần ổi thì nó rất là xinh xắn, rất là dễ thương luôn. Và nó là dạng một cốt hẳn lên như thế này nè quý cô chú anh chị. Cái tai của nó thì nó tủa ra hai bên, rất là đẹp luôn. Nè quý cô chú anh chị thấy cái cây nhỏ mà nó đã có hoa như thế này rồi nè. Rất là đẹp phải không quý cô chú anh chị? Cây lá nó nhỏ, nhỏ nhắn, rất là dễ thương, rất là xinh xắn luôn. Bên cửa hàng Ngọc Ngân thì còn rất là nhiều những cái loại cây hoa kiển đẹp, thì cần loại nào thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân. Đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video mới cả nhà nhé.